về, chuẩn bị lên đường đi về. Rõ ha. Đi có hai đứa chán quá, không có bạn nữ nào đi chung hết. Ở xung quanh đây khách sạn cứ khoảng 10 mét là có một cái khách sạn mà nhiều lắm. Rừng quá trời rừng. Đang đi khám phá rừng Tây Ninh nè. Mũi chích đỏ tai. Rồi tới cổng nha. Sắp về rồi.